Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ lên cái hòn sỏi như này. Thì cái bức tranh của mình có cái chủ đạo đó là chúng ta vẽ cái phần nền là mặt biển và cái cảnh hoàng hôn và những con thuyền. Thì để đi vào chi tiết và phần video thì các bạn hãy xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào chung công đoạn chúng ta chuẩn bị màu nhé. Thì với bức tranh như này thì chúng ta sẽ chuẩn bị, đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị màu trắng này. Bạn lấy cho mình màu trắng này. Màu trắng. Mình sẽ lấy màu trắng này. Tiếp theo đó là màu đen này. Chúng ta lấy màu đen nhé. Và màu vàng này. Màu vàng. Màu đỏ này. Chúng ta sẽ cùng nhau lấy hết màu ra nhé. Và để chúng ta chuẩn bị để chúng ta vẽ nhé. Chứ còn mình thì tí nữa mình sẽ không lấy thêm màu nữa. Hoặc là ví dụ như có thiếu màu gì mình sẽ lấy sau. Màu đỏ này. Đen, đỏ, trắng, vàng. Và chúng ta sẽ lấy thêm màu xanh da trời nhé. Mình sẽ lấy thêm màu xanh, một phần màu xanh da trời nữa. Mình sẽ lấy phần màu xanh da trời này. Đó, đấy là cơ bản là chúng ta sẽ chuẩn bị những màu như vậy. Thì còn tí nữa thiếu màu đâu thì chúng ta sẽ lấy phần màu đấy. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta vẽ. Thì với cái nền ý, thì là mình sẽ với cái hòn đá như này thì mình sẽ để một cái nền nhẹ ở phía trên, nó là màu xanh trước. Thì mình sẽ lấy cái phần màu xanh da trời này nhé. Chúng ta sẽ đánh nhẹ cái phần trên này trước này. Với những cái phần mà lỗi của viên đá thì các bạn có thể là chúng ta sẽ chấm sâu để cho cái phần màu chúng ta nó được in sâu vào. Và thứ hai là chúng ta sẽ phải chấm quét đi quét lại nhiều lần để cái màu chúng ta nó được đậm hơn. Vì chúng ta đây là chúng ta vẽ lên cái viên đá này thì nó sẽ không bám màu tốt như là vẽ lên giấy hoặc là vẽ lên vải. Các bạn nên nhớ cái điều đấy. Mình sẽ rửa bút nha. Và giờ chúng ta sẽ vẽ xuống những cái phần vân rửa bút rồi. Mình sẽ vẽ cái phần nước biển màu xanh ở phía dưới cắt ngang như này. Chúng ta cũng sử dụng cho mình là màu xanh. Sau khi chúng ta đã chấm được những cái phần vị trí, ví dụ như cái viên đá, những cái vị trí của viên đá nó bị lõm hơn so với bề mặt, thì tiếp tục chúng ta quét, chúng ta đánh cái phần màu nó phù hợp. Đây là cái phần phía dưới này mình sẽ chia làm phần nước biển nhá. Phía trên này mình sẽ tí nữa xem mình hòa trộn những cái màu khác. Bây giờ tiếp theo thì để hòa trộn được những cái màu tiếp theo ấy thì các bạn hãy giờ các bạn hãy sẽ làm cho mình giúp mình. Đó là chúng ta sẽ đánh cái phần đỏ, vàng và trắng để chúng ta tạo cái màu lên.
Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng phần màu đỏ trước nhé, để chúng ta lấy được một vài cái nền là cái màu đỏ đây. Mình sẽ làm cái nền nó nhẹ đi. Cái phần màu đỏ này thì mình sẽ làm nền nhẹ hơn một chút nhé. Mình sẽ chấm để cho nó che khuất hết những cái phần này này. Bây giờ mình sẽ sử dụng sang đến màu vàng. Các bạn hãy đánh một vài cái điểm vàng kỹ kỹ cho mình. Chúng ta trộn lên phía dưới. Ở phía dưới này mình sẽ thêm màu vàng nhé. Để ta đánh trộn lên, nó sẽ tạo được chúng ta cái cảm giác hoàng hôn tốt hơn. Mình sẽ tạo được cái cảm giác là bầu trời nó về đêm nhiều hơn. Thì sau khi chúng ta đã làm được cái phần nền này xong ổn định thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình, chúng ta sẽ chuẩn bị đến cái phần màu trắng. Thì chúng ta cũng sẽ tạo điểm cho cái phần màu trắng này, cho nó tạo cho nó cảm giác của chúng ta đang có cái phần bóng nước. Thì với cái phần bóng nước này thì các bạn cũng sẽ đánh cho mình, chúng ta sẽ đánh nhẹ thôi, các bạn có thể nhấc hòn đá này lên, tại vì mặt sau chúng ta không vẽ thì nó sẽ không bị dính ra tay của chúng ta. Là mình sẽ đánh nhẹ cái phần màu trắng này để nó cảm giác được pha trộn này. Phần bóng nước nhé, mình sẽ đánh lên cả phía trên. Mình sẽ tô đậm hơn về màu trắng ở phía dưới này một chút chút này. Bây giờ đến lượt cái phần màu xanh này. Thì với cái nền màu xanh này thì các bạn cũng nên rửa bút đi, và chúng ta sẽ vẽ thêm cái phần màu trắng. Và chúng ta đánh thêm cái phần màu trắng cho nó được đẹp hơn. Mình sẽ tô đậm cái phần màu trắng ở phía dưới này một chút nhé. Đó, các bạn hình dung là chưa? Thì với cái phần màu trắng này thì các bạn có thể là đánh phết như này, hoặc là các bạn chấm. Nhưng mà theo ý mình thì mình sẽ đánh cái phần màu trắng này cho nó phù hợp hơn. Sau khi bây giờ chúng ta vẽ được lên một cái con thuyền buồm ở phía trên cái phần bầu này trời này, thì mình sẽ sử dụng đó là màu đen. Nhưng mà khi mà chúng ta vẽ thì nó sẽ bị phai ở cái màu đen này đi ra đối với các cái phần thuyền buồm của chúng ta. Thì một là các bạn có thể là chờ khô, hai là các bạn có thể là sấy, nhưng mà ở đây thì để chúng ta vẽ không có thể là bị lệch tông cái màu của chúng ta đi ra mất. Thì như mình ở đây thì mình vẽ quen rồi, mình sẽ sử dụng bút luôn để mình vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tô điểm cho cái phần thuyền nhé.
chuyền buồm. Với vẽ cái thuyền buồm này thì các bạn sẽ sử dụng cái màu đen này thì nó sẽ gây làm cho chúng ta nổi bật cái thuyền buồm chúng ta lên. Tiếp theo mình sẽ vẽ thêm một con thuyền ở phía bên này nữa nhé. Mình sẽ vẽ thêm một con thuyền buồm phía bên này. Thì với cái cánh thuyền buồm này thì các bạn có thể là ví dụ như vẽ là theo chủ định của các bạn, hoặc là các bạn vẽ một cái hòn đảo thì mình nghĩ là nó cũng rất là đẹp. Sẽ cho cái buồm này cao hơn một chút. Ta sẽ vẽ cái cánh buồm. Chúng ta lưu ý là khi mà nó đã bị tòe cái phần đầu bút của chúng ta ra rồi thì các bạn nên tuốt lại cái phần đầu bút để chúng ta vẽ được dễ dàng hơn. Mình sẽ sửa lại bên con thuyền bên này nhé. Bây giờ thì trong quá trình vẽ như này, nếu mà ví dụ như các bạn muốn vẽ thêm một vài con hải âu đang bay ở phía xa thì các bạn có thể là cũng sẽ sử dụng một cái bút khác. Chúng ta cũng sử dụng là một cái màu đen. Chúng ta sẽ vẽ thêm một vài con hải âu bay từ phía xa. Bay lại nhé. Mình sử dụng bút này. Với những con hải âu này thì nó sẽ khá là khó vẽ. Các bạn có thể là vẽ đơn giản. Giúp mình. Tất nhiên cái bức tranh của chúng ta nó được phù hợp hơn. Một vài con hải âu đang bay tới từ phía xa. Thì trong quá trình vẽ những cái bức tranh như này ấy, thì nó sẽ có một cái số cái lưu ý, đó là các bạn vẽ nên các bạn vẽ ngang giúp mình thì cái bức tranh của mình chúng ta nó sẽ được đẹp hơn. Thì trong quá trình vẽ thì các bạn thấy video này hay, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé.